Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video này em chia sẻ và giới thiệu đến cô chú và anh chị mình một căn nhà giá rẻ, vị trí gần khu vực chợ, gần hồ sinh thái, trong lòng khu dân cư Cát Tường, Phú Sinh thuộc địa phận của xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu vực này giáp Hóc Môn, quận 12 và cách với trung tâm quận nhất là 35 km di chuyển. Nhà có sổ hồng riêng, thổ cư sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Diện tích là ngang 5, dài 15, 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Căn này phong thủy hướng Bắc. Và là một căn nhà cũ cho nên là coi như bán đất tặng nhà thôi anh chị nhé. Bởi vì cái giá hiện tại chỉ có 1 tỷ 450 triệu, đang rẻ hơn lô đất kế bên luôn. Cho nên chính vì thế là bán đất tặng nhà. Anh chị về có thể tận dụng căn nhà cũ này, mình có thể là sửa chữa, đề co, làm mới lại để mình ở hoặc là cho thuê. Nó có cái nền, cái móng sẵn rồi thì mình có thể đề co, mình sửa chữa lại để chúng ta cho thuê. 1 tỷ 450 triệu, vị trí gần khu vực chợ, gần cổng chính đi vào rất là tiện lợi. Và cái mức giá nó cũng khá rẻ, phân khúc tài chính thấp. Cô chú anh chị và các bạn quan tâm căn nhà giá rẻ này thì hãy kết nối với em qua số 037 730 4018 để mình xuống xem vị trí trực tiếp anh chị mình nhé. Còn nếu không thì anh chị muốn mua những cái nền đất trống thì em sẽ dẫn mình xem những cái lô đất trống để mình mua, mình đầu tư để dành hoặc là về mình thiết kế và xây theo ý của mình. Căn này thì khá là rẻ rồi, chỉ có 1 tỷ 450 cho nên là anh chị nào mà thấy hợp lý vừa túi tiền mua về tận dụng sửa chữa, để co lại để chúng ta ở thì có thể là xuống xem trực tiếp để chúng ta mua. Vị trí nó cũng rất là đẹp, gần với cổng chính, gần công viên hồ sinh thái và cách khu vực chợ 50 mét anh chị nhé. Có sổ hồng riêng, thổ cư sở hữu lâu dài vĩnh viễn, 1 tỷ 450 triệu chúng ta mua là chỉ việc đi công chứng sang tên, đăng bộ theo quy định của nhà nước. Cô chú anh chị và các bạn có duyên xem được cái video này, thấy phù hợp, nhu cầu thì hãy gọi cho em qua số hotline trên màn hình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.